Năm mới mang về mới luôn. Vậy gì đây? Đợt này quá đẹp các bạn. Mới mua luôn. Im không? Im quá hả? Hôm nay ngày 1 tháng 1, 2018. Có lời gì nhắn nhủ không? Hello. À, đầu năm chúc các cháu và các bạn được nhiều may mắn. Giờ đi chơi ha? Giờ đi chơi. Ở Mỹ thì Tết Tây thì không có tiệm nào mở, nhưng mà năm nay nó mở ha, mở mo, chợ búa rồi. Thì đi vòng vòng chơi vui thôi các bạn. Hiện tại ba Nguyên đang chuẩn bị để đi chơi. Rồi Nguyên quên nói với các bạn nữa là chắc là mỗi lần lãnh lương ra Nguyên sẽ mua một cái hộp dài, một cái hộp mũ nhựa đó, để bỏ những cái đồ dài này vô. Thì hồi xưa chơi dài, mua dài mà quên cái điều đó. Thấy người ta làm hồi xưa cũng định mua rồi mà cái làm biếng cái quên luôn. Bây giờ thấy nó đóng bụi tội nghiệp nó quá mà clean đâu có hết nhiều đâu. Cho nên các bạn comment ở bên dưới nếu mà các bạn đồng tình với cái vấn đề đó là phải mua cái hộp dài bỏ vô. Thì mỗi một hộp dài cũng khoảng 5-6 đô. Mà nếu mua một lúc cả mấy trăm hộp á, tiền không có chịu nổi đâu. Cho nên mỗi lần lãnh lương sẽ mua một hộp, bỏ vô những cái đôi dài mình cần bỏ vô trước. Như mấy đôi một nè, không, mấy đôi mà đặc biệt trước, rồi sau đó bỏ vô hết. Rồi Nguyên sẽ để tất cả các hộp ở trên đây hết. Các bạn nghĩ sao? Mặc dù cái này nhìn đẹp thiệt nhưng mà bảo quản dài vẫn tốt hơn. Ok, gặp lại các bạn sau. Các bạn, thì đây là cái outfit của Nguyên ngày hôm nay cho năm mới. Lâu lắm rồi mới mang đôi Converse mà cổ cao. Các bạn nhìn thấy ok không? Đó, quay một vòng. Vậy thôi. Ok, Nguyên rất là thích cái quần này. Quần này Khánh nó tặng Giáng sinh. Đây. Đó, rất là thích. Kéo lên, kéo xuống để lòi ra cái dấu này của cái đôi cổ cao. Rất là đẹp các bạn. Đây nữa nè. Thường á Nguyên mặc quần kiểu zipper này á, Nguyên kéo nhẹ nhẹ, một bên Nguyên kéo nhiều hơn, bên dài hơn, tùy theo cái độ thấp cao của đôi dài nữa. Quen vòng cho các bạn coi. Đó. Rồi, lên đây luôn rồi mà. Vậy thôi. Vậy đây các bạn, outfit ngày hôm nay của Khánh vào một năm mới. Nhiều các bạn phàn nàn nói Khánh sao không cạo đầu, đó cạo rồi đó. Nếu mà các bạn nếu mà các bạn thích cái outfit ngày hôm nay thì hãy comment down below. Còn Andy Vũ quần giống luôn. Andy Vũ mà coi video này mà thích cái outfit này thì hãy comment down below. Thôi đi, trễ rồi. Các bạn, rốt cuộc thì cũng đã tới nơi. Sau khi lái khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ thì bên đó là cái casino. Tí Quyên quay cho các bạn coi, mọi người kéo máy chơi đánh bài rồi cho vui ha. Giờ hiện tại vô Panda để ăn đồ ăn của tàu. Comment down below. Nữa đó. Nếu mà các bạn thích phong cách này thì hãy comment down below. Giờ vô ăn thôi. B46. Nếu mà các bạn biết chiếc xe này thì hãy comment down below. Giờ cá mình 5 đồng mình chạy lên đó rồi. Thế nào? Dạo không? Đây, mà tìm head aspirin. Lady first. Nói hai á. Vô hai loại thịt. Thì đây á các bạn, là tất cả những cái loại đồ thịt, đồ xào này nè. Thì mình bắt đầu với cơm chiên và mì. Sau đó mình được quyền chọn hai loại thịt, ba loại thịt hoặc một loại thịt. Thì một phần thì chắc cũng khoảng 8-9 đồng rồi. Thấy anh? Một phần thì khoảng 8-9 đồng hả? Có đó 8 đồng. 8 đồng mà ăn no luôn các bạn. Ăn được 2 người. Nguyên gia đình Nguyên 4 người thì mua 2 hộp thôi là đủ no luôn. Thịt
tí đi chơi về ăn phở. Chút xíu nữa cho các bạn coi đồ ăn như thế nào. Khánh với Nguyên chuẩn bị order. Đó, đây là phần đầu tiên. Thì có này là gà cam, gà sốt cam phải không? Nấm, dưa leo, xào với cái này. Rồi, hộp thứ hai. Hộp thứ hai thì là tôm xào với đậu phộng, đậu walnut, orange chicken. Vậy thôi. Ok. Dạ các bạn, hôm nay thì chắc là đi vòng vòng với các bạn coi không khí năm mới như thế nào. Người ta đi chơi thôi, chứ thật ra mấy cái tiệm này Nguyên sẽ đi riêng những cái vlog khác ha. Rồi vô, lady first. Tiệm này là tiệm Adidas, nhưng mà nó là outlet, có nghĩa là những cái đồ qua mùa, chứ không phải là đồ mới ha các bạn. Lâu lâu nó cũng bỏ vài bộ đồ mới, mình đi vòng vòng chơi. Kiếm được đồ nào rẻ mà mua luôn á thì Nguyên sẽ cập nhật cho các bạn. Ô, có Boost kìa. Không biết Ultra Boost không? Không. Đây. Để thấy hộp Boost. Ồ, Boost này khác. Boost này Boost chuối. Ờ. Ồ, mua một cái gì nửa giá. Dạ. Ồ, đây nè các bạn. Bữa các bạn kêu Nguyên review, mua đồ này về review nè. Nó nè, không biết. 30 đô à, bữa Nguyên cầm là 60 đô. Giờ sale nửa giá luôn. Giờ Nguyên đang trong quá trình mang cái đôi này lên đó các bạn. Thì mình sẽ quay. Ra size 8 hả? Ồ, lấy 8 rưỡi. Ồ, 8 vừa. 8 rưỡi, nè 8 rưỡi nè. Mày cho các bạn coi cái tên đi. Ôm anh em man. Im, đôi này im. Im. Mà cái kiểu ôm của nó đó, y chang Ultra Boost à. Y chang Ultra Boost. Mà không dây, không cage. Mà có điều cái màu nó hơi đoạn xíu. Nó hơi củ đoạn giống em, giống em đi vũ. Ok thôi, để nói cho các bạn biết là cái đôi này hồi bữa nó sale đúng không? Về là 120. Hết sale rồi, mua một cái gì nữa giá. Nhưng mà tôi vẫn chọn đôi này. Vẫn chọn đôi này. Bự luôn. Các bạn, thì đôi này Nguyên mới phát hiện là 90 đô thêm 40% ốp nữa tại nó qua mùa. Thì Nguyên thấy rất là đẹp. Cái này là giải gì ta? Như nó giống đôi Freerun á. Hồi xưa mình có đôi nha. Giống mấy cái kiểu nít á, mấy kiểu đan lại á. Mấy kiểu đan lại. Khánh đang cầm máy. Giờ Nguyên thử cái này size 9, nó hết size 8.5 size của Nguyên rồi. Thử đôi này là cái đôi này là một mảnh luôn. Một mảnh luôn, không có lưỡi giống như Nike vậy các bạn. Màu này màu rượu không? Màu này giống như là cái màu kiểu mà mấy cái viên thuốc mà uống đau bụng các bạn, mấy viên sâm rồi nó nhiều màu á. Giống cái màu khoai môn. Nó pha màu trắng vô, trên lên. Nó hơi rộng một chút xíu. Nhưng mà loại khác. Cái cân nặng của cái đôi giày rất là nhẹ như tờ giấy, nhưng mà cái đế nó hơi cứng, nó hơi đột lên. Nếu mà đứng lâu thì không có im, đi vòng vòng thì ok, tại vì cái này á, trọng lượng nó nhẹ, nhưng ở dưới nó lại không hỗ trợ, nó không có im, không im mình đứng lâu thì rất là khó chịu, cho nên nó mới thua Nike. Cho nên các bạn thích hay không á thì nhớ comment down below. Và ở đây nó có hai cái outlet nha các bạn. Đằng bên kia một cái, còn
cái này một cái nữa. Giờ cho bạn coi. Chắc chuẩn bị mua cái áo này luôn, Converse luôn, hợp với cái đôi dài luôn. Quá đẹp. 40 đô mà không biết có sale không. Nếu mà sale mình mua. Đây nè các bạn, Nguyên mới mua được đôi này, Converse để mang đi làm. 22 đô trước thuế, sau thuế luôn là 24 đô. Nó rẻ sập tiệm luôn. Mở ra cho các bạn coi nè, Khánh về nó sẽ review cho. Nguyên mua mang đi làm. Quá đẹp không các bạn. 24 đồng. Nói đi, cho những ai tập squat, đôi này là đôi 3 nè các bạn. Tụi mình có đôi 2. Tình hình đó các bạn là đây là đôi Nike Romeo 3. Đây là đôi gọi là tập weightlifting, là tập nâng tạ. Nhưng mà squat là trong những một cái môn mà hay dùng, phổ biến nhiều nhất để cho nâng tạ. Ý ta nói là vậy đó, phổ biến. Mà nói chung các bạn, nó khác á, là vì nó giống cái đôi AD Power chút xíu là nó có một cái strap à. Cái đôi 2 á, nó có hai cái strap, một strap này, strap kia. Strap kia dài hơn nữa, strap này nhỏ. Và đôi này nó cải thiện rất là nhiều, fly wire nữa. Nó nhẹ hơn rất là nhiều nữa. Dưới đây nè, coi nè. Yeah. Mà cái lý do mà tụi mình rất là ngạc nhiên là tại vì nó không bao giờ mà có ở tiệm. Toàn là order online không à các bạn. Toàn là order trên mạng không à. Hôm nay tình cờ đi chơi bất ngờ gặp mà giá là 99 đô thôi. Mà nó có màu trắng màu đen đẹp, mà màu này cũng đẹp. Màu này ok, màu này đẹp. Chắc khi sau mình phải mua mình trải nghiệm. Ừ, thử. Đây nè các bạn, Hibis không bao giờ biết đến đôi này. Retro 2. Nói sơ về nó đi, tại sao nó gọi là deconstruction? Tại vì có nghĩa là nó lấy cái đôi dài các bạn. Cái deconstruction là cái cấu tạo của đôi dài. Deconstruction á, có nghĩa là nó lấy cái đôi dài nó phá hủy hết. Nó gọi là lấy hết tất cả trở lại thành một cái bản vẽ lúc đầu. Cho nên nó mới gọi là decon. Cho nên nó rất là sơ sài, nó không có nhiều độn, không có da, không. Đúng rồi. Thực chất cái cổ của đôi 2 nó rất là nhiều điểm. Này mày muốn không? Đôi mấy đôi original á. Nhưng mà phải nói các bạn, cái đôi này các bạn coi trên hình hiện tại Nguyên thấy nó đẹp, rất là đẹp luôn á man. Dây wax. Dây wax. Này là bằng suede hết luôn. Chất liệu sao? Suede trên đây rất là nhiều. Ở đây cũng nhiều luôn. Trong đây là một cái vật liệu giống như là có thể nói là gọi là corduroy. Corduroy là bằng nhung hả? Mấy cái quần á, giống kiểu nhung. Quần nhung ba hay bạc. Rất là mềm các bạn. Oh, nhẹ. Man, chuẩn bị chưa? Ready chưa? Chưa, khoan đã. Andy you. Đừng miếng da. Oh man, vậy là quá khóc mềm, luôn. Khóc luôn. Da này là da raw luôn. Mang với cái nó phì vô. Cho nên nè. Oh, actually cái miếng trên ở dưới là bằng điện. Điện. Mà cũng ngon. Đôi này 129 đô các bạn. Cho nên hai đứa đang phân vân thì hùng nửa nửa. Nhưng mà hiện tại mới mua đôi này. Đủ thứ tiền hết. Nó thiệt á, cái này cầm 120 không biết mềm mà. Không cần thử luôn á, cầm không nữa biết mềm mà. Cái giá trị 120 cũng xứng đáng với nó. Các bạn có nhớ cái đôi mà Yeezy 750 màu đen hết không? Có cái strap bằng bình hồng. Đôi này mà đứng kế Nguyên nói thiệt luôn, đôi này giết nó luôn á. Murder nó luôn á các bạn. Các bạn không thể nào mà chê đôi 2 được hết. Không thể nào mà chê đôi 2. Không biến thử. Nhưng mà rất liệm các bạn. Nếu mà có dư tiền thì mình sẽ mua. Hy vọng một ngày không sao Nguyên sẽ mua. Tại vì nó nằm ở trong cái outlet rồi thì chắc chắn nó sẽ vẫn còn. Quá đẹp các bạn. Thôi, cất rồi. Phải cân nhắc tại vì tiền đổ xe vẫn thích thú. Tương lai Nguyên với Khánh sẽ mua review. Coi nè, coi lại đi các bạn. Kìa, nè, đúng. Chắc có thể tháng sau mua, maybe. Không á. Ok, gặp lại các bạn sau. This is that mystic Mac life. No apologies, king of everything.